kính thưa khán giả của Đài An Nhiên TV, kính thưa tất cả những người Việt hải ngoại trên khắp thế giới, để tỏ lòng tri ân đất nước Canada và mừng ngày quốc khánh kỷ niệm 150 năm sinh nhật Canada. Hôm nay tất cả người Việt hải ngoại Toronto, vùng Ontario cũng như tất cả những người Việt trong Canada cùng nhau quy tụ về đây, sum họp để cùng nhau vui chơi, chúc mừng 150 năm sinh nhật Canada. Phương Loan đang có mặt tại quảng trường Nathan Phillip, City Hall 100 Queen Street Quest. Xin kính mời tất cả người Việt khắp Nam Châu cùng theo dõi vài hình ảnh sinh hoạt vui nhộn chúc mừng Canada do phóng viên An Nhiên TV ghi lại. Lễ hội mùa hè cộng đồng Việt Summer Festival 2017 năm nay được Hội Người Việt Toronto phối hợp với các hội đoàn trong cộng đồng tổ chức trang trọng, quy mô hơn so với mọi năm. Với ý nghĩa to lớn, tỏ lòng tri ân đất nước Canada, một đất nước từ lâu đã được ví như đất lành, chim đậu, đã cưu mang, giúp đỡ người Việt hải ngoại chúng ta trong 42 năm qua. Ngoài ra, đặc biệt hơn nữa là kỷ niệm quốc khánh 150 năm sinh nhật Canada, đồng thời cũng là dịp để tất cả đồng hương có dịp quy tụ về, cùng nhau gặp gỡ, vui chơi, giải trí trong những ngày hè vốn ngắn ngủi của đất nước Canada, xứ lạnh, tình nồng. Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2017, tại quảng trường Nathan Phillip Square, Toronto City Hall, từ 12 giờ trưa đến 8 giờ 30 tối đã lần lượt tiếp nhận hơn 1.000 người Việt hải ngoại. Không chỉ người Việt ở Toronto mà các vùng phụ cận Ottawa, Waterloo, Kitchener, v.v. Nói chung thuộc tất cả vùng Ontario và một số ở các tỉnh bang khác trong toàn cõi Canada. Để ăn mừng celebration, ban tổ chức đã hoàn toàn miễn phí vào cửa. Trên quảng trường rộng lớn có nhiều hàng quán bán thức ăn, thức uống để phục vụ mọi người. Chương trình được bắt đầu thật trang trọng với lễ nghi chào cờ Canada. Thật hãnh diện, dịp sinh nhật Canada năm nay cũng là dịp được trình bày bài quốc ca Canada bằng tiếng Việt thân thương do anh Bắc Phong biên soạn và cả nhóm chuẩn bị. Ồ Canada, quê hương đất nước Thái Bình, tình yêu tổ quốc tha thiết trong tim muôn người. Giọng ca ca sĩ Đoàn Chính oai hùng hòa nhịp với tất cả mọi người, cộng đồng như những lời thề nguyện quyết tâm cùng nhau xây dựng một đất nước Canada, quê hương thứ hai, ngày một hùng cường. Huy hoàng tổ quốc ngàn sao. Kế đến, chương trình được tiếp nối với những bài phát biểu nêu lên lòng biết ơn sâu sắc đất nước Canada của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, bác sĩ Lê Thần Kiên, ban tổ chức Hội Người Việt, anh chị Duy Hân, v.v. Đặc biệt, trong lễ hội mùa hè Việt Nam năm nay, chúng ta vinh dự có sự tham dự của ông thị trưởng John Tory, giáo sư Howard Adelman, nhiều giới chức đại diện chính phủ liên bang, tỉnh bang và thành phố. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta hân hạnh được đón tiếp một thị trưởng một thành phố ở California, người Mỹ gốc Việt, đã đến tham dự và có lời chào mừng đến đồng bào đồng hương Toronto. Sau đó là phần văn nghệ rộn ràng, vui nhộn, cây nhà lá vườn và ba ca sĩ từ Hoa Kỳ, Don Hồ, Mai Thanh Sơn và Diễm Liên. Những màn ảo thuật, các biểu diễn của võ đường Nguyễn Martial Art và võ đường Nguyễn Thanh tranh giải với võ đường Black Tiger Karate.
rất đặc biệt, có phần phát học bổng của Canada Electricity cho các em học sinh trong cộng đồng. Trong các gian hàng rất hãn diện, có phần triển lãm tranh Việt Nam Anh Hùng do nhóm Việt Thương đến từ Washington DC. Ngoài ra còn có triển lãm nghệ thuật do họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Thế Vĩnh và các họa sĩ tài tử trình bày. Buổi lễ hội sau cùng được bế mạc lúc 8:30. Cộng đồng ra về trong niềm hân hoan khi nhìn thấy mọi người cùng đồng lòng, hiệp thông, góp sức xây dựng một hệ thống người Việt hải ngoại vững chắc. Ơn phúc đất lành, tự do nhân quyền. Ô Canada, quê hương chung lòng gìn giữ. Kính thưa quý giả của Đài TV, đứng bên cạnh Phương Lan đây là chú Tấn, là một khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng chúng ta. Chào chú ạ. À, cháu dạ, rất là hân hạnh được biết được gặp chú ở đây. Xin chú chia sẻ vài những cái cảm nghĩ của chú về cộng đồng người Việt chúng ta ngày một lớn mạnh và cái buổi lễ kỷ niệm 150 năm birthday Canada hôm nay. Chào cháu và khán giả Đài An Nhiên TV. Là một trong những người tổ chức buổi lễ ngày hôm nay đó, chúng tôi rất là vinh dự chào đón cộng đồng khắp nơi về đây. Với lại những các hội đoàn trong cộng đồng được góp sức ngày hôm nay để tổ chức cái buổi lễ ngày hôm nay, cũng như trên sân khấu chúng tôi có để làm chủ đề là 150 năm Canada. Do đó mà chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta lớn mạnh và chúng ta cần phải cảm ơn chính phủ Canada qua cái những buổi lễ hội ngày hôm nay. Chúng ta góp sức trong cái công sức mà để xây dựng đất nước thứ hai của chúng ta đang cư ngụ. Do đó mà cộng đồng người Việt Toronto và các vùng phụ cận chúng tôi luôn luôn là góp sức với chính phủ Canada để tạo dựng cái cộng đồng, chẳng những cộng đồng người Việt mạnh mẽ mà cộng đồng người Canada đóng góp cho Canada ngày càng vững mạnh hơn. Rất là hân hạnh, phải nói là lần đầu tiên mà thấy lễ quốc khánh Canada một kỷ niệm 150 năm và người Việt cộng đồng cũng được vươn cao lá cờ trên ngày ngay tại thành thủ đô Canada. Cái điều đó là thật là vinh dự cho người Việt Nam, và hôm nay tới đây thấy là cộng đồng người Việt Nam mình tập trung từ phương xa gần ai cũng nhiều nơi khắp nơi đã đến đây đã celebrate chung và rất là vui. Các bác, các em nhỏ cũng đã tập trung tới đây, rất là dễ thương và thấy là rất là xúc động của ngày hôm nay. Yes, so we are here to celebrate our diversity, and the Vietnamese people has been here for 42 years and since 1975, and it's good to be able to celebrate our diversity. We are celebrating Canada 150 this year, Ontario 150 as well, and the Vietnamese community has been contributing to Ontario, to Toronto since you know they came. So we are, you're very hardworking people, so you have become doctors, lawyers, and so it is good to be able to come together and promote your own culture. And I see that you also changed the, or rather translated the national anthem of Canada into Vietnamese. And recently we, the Chinese community also announced that they had translated it. Yes. Okay. So, you know, you can play that kind of national anthem at your own events. So it's good to be able to keep the spirit of your own country of origin, to make sure that you do not lose part of your heritage. So. Cảm ơn chị Phương Loan và cảm ơn Đài An Nhiên TV. Hôm nay thì Diễm Hương đã tham gia buổi chương trình Việt Summer Fest, lần đầu tiên cộng đồng người Việt của chúng ta có cơ hội tổ chức và một cái ngày rất là đẹp trời, và cũng nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày quốc khánh của Canada. Thành ra là Diễm Hương rất là hân hạnh và Diễm Hương rất là tự hào khi mà chúng ta có một cái lực lượng cộng đồng rất là đông, rất là đông, phải không? Tham gia rất là đầy đủ, từ những em bé nhỏ 5-6 tuổi cho đến các thanh thiếu niên, cho đến các bác lớn tuổi. Chúng ta thấy nguyên một cái nhóm cao niên mặc áo màu sắc rất là đẹp và lên hát quốc ca. Thành ra là Diễm Hương cảm thấy cái cộng đồng người Việt của Toronto và các vùng phụ cận càng ngày càng lớn, phải không chị? Và chúng ta đã hội nhập vào trong cái dòng chính, và tất cả chúng ta đều tự hào là và ngoài ra chúng ta cũng cảm ơn, tại vì Canada đã giúp cho chúng ta có cơ hội được
lập lại một cái cuộc đời mới, và những cái đứa bé thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta có cơ hội để học hỏi và trưởng thành, cũng như tham gia vào các nối chúng ta sau này. Và như vậy thành ra là Diễm Hương thấy là vui, và chúng ta luôn luôn là cảm ơn Canada, một cái xứ sở giàu lòng nhân ái. My name is Claudia. I'm volunteering at the reception desk for the Vietnamese Summer Festival, and I just wanted to say happy 150th birthday to Canada. Okay, happy birthday, Canada. Happy birthday, Canada. Yeah. Mình tên là Hồng Châu, thì chỉ là volunteer cho hội phụ nữ. Hôm nay đến hội phụ nữ là cũng giống như là muốn giới thiệu cái mọi cái hoạt động của hội phụ nữ cho mọi người, với lại cũng đến chung vui cái ngày birthday của 150 năm của Canada. Thưa quý vị khán giả, Kiều Trâm rất là vui và rất là hân hạnh được làm MC trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Một cái buổi tiệc mà chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta gửi lời cảm ơn đến một cái đất nước mà đã cưu mang những người Việt tị nạn cộng sản hơn 42 năm qua. Kiều Trâm rất là hạnh phúc và rất là vinh dự được làm MC cho chương trình này. Thì hôm nay là cái ngày sinh nhật của Canada 150 năm. Thì anh là một trong những người tị nạn của Canada. Nhận quê hương này là quê hương thứ hai. Cho nên sinh nhật nào cũng vậy, cũng chúng ta nên tham dự, bởi vì đó là một cái sinh nhật của lịch sử Canada, cho nên chúng ta nên tham dự. Hôm nay chúng tôi rất là hạnh diện, chúng tôi là trí tà thị trưởng của thành phố Westminster, tiểu bang California, bên Mỹ Quốc. Rất là hạnh diện để có mặt cùng với lại cộng đồng Việt tại Toronto, Canada để tham dự cái buổi sinh hoạt trong dịp hè tại tòa đô chính của Toronto. Chúng tôi rất là vui, hạnh diện khi thấy cộng đồng Việt ở đây đã lớn mạnh và trưởng thành, có những cái đóng góp trong xã hội của Canada, cũng như đóng góp thiết thực trong những cái guồng máy hành chánh. Mến chào chị và xin chào tất cả các quý đồng bào của chúng ta ở đây. Thì là hôm nay Nhã rất là cảm động, là cái lần đầu tiên cộng đồng của chúng ta làm một cái lễ hội mùa hè. Cái lễ hội mùa hè nó đẹp một cái đó là chúng ta trời nắng ấm, chúng ta mặc được cái áo dài, chúng ta giới thiệu cái áo dài của chúng ta đối với cộng đồng người Canada. Thì là Nhã rất là cảm động và thấy là, và cũng rất cảm thấy là may mắn, tại vì mấy hôm trước đó thì là thời tiết báo rằng sẽ mưa, thành ra là hôm nay không có mưa mà trời như vậy là perfect, trời như vậy là đúng, là rất là tốt. Dạ, có thể giới thiệu về cái nhóm tuổi hạt của chị được không? Dạ, dạ được chứ, trời ơi, mình hiện bây giờ đó thì là ở Toronto, mình có cái làng dưỡng lão tuổi hạt Ontario, thì anh chị em chúng tôi cố gắng để mà mình làm sao mình xây dựng được một cái ngôi nhà đầy tình thương để mà mình lo lắng cho các bác cao niên của mình, cũng là ông bà cha mẹ của mình. Ở đây đôi lúc mình đi tới những cái nhà dưỡng lão của người Hoa, hoặc là của người Ý, hoặc là của người mình thật, của tất cả người, tại sao người Việt mình không có, thành ra là rất là thương các bác. Mà nhất là nếu mà quý anh chị có những người thân mà ở trong những nhà dưỡng lão mainframe ở đây đó thì rất là thương. Thường thường mấy bác vô đó khoảng chừng một vài tháng là bắt đầu câm, bắt đầu điếc và bắt đầu muốn, tôi muốn chết, tôi không muốn sống như vậy nữa. Thành ra là rất là thương, thành ra là xin tất cả chúng ta hãy nắm lấy tay nhau, mình cùng nhau mình xây dựng cho được một cái ngôi nhà của chúng ta. Dạ, Ngọc Yến cũng xin trước tiên xin chào Đài An Nhiên TV và xin chào tất cả các quý vị khán giả, và xin chào chị. Thì hôm nay là ngày lễ hội của mùa hè của người Việt Nam mình ở đây, thì Hương Việt cũng góp một tiết mục cho cộng đồng, và đây là tất cả những các bạn bè trong nhóm và đã cổ xinh đẹp quá. Dạ xin dạ. Thì Ngọc Yến cũng hy vọng là tất cả mọi người đều yêu thích Hương Việt. Và yêu thích nhạc quê hương, và Hương Việt muốn đem lại cho tất cả các cộng đồng, quý vị đồng hương, những cái hình ảnh miền quê, những hình ảnh quê hương, và sau này cho tất cả các em nhỏ cũng vậy, cũng hiểu về cái quê hương Việt Nam mình. Thì cũng nhân tiện em cũng có vài lời nói về cái quá trình tụi em đã làm những cái công việc từ thiện từ nào giờ. Thì em cũng là một cái thành viên của chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của Linh Mục Nguyễn Sang trong hơn 10 năm nay. Rồi ngoài cái
cái show từ thiện đó thì tụi em cũng đã tổ chức một cái show từ thiện cho những em mà nhiễm HIV đó ở bên Phi Châu. Những chị em bại não. Đó rồi còn mới đây thì tụi em mới làm một cái show cho những em bại não, máy ấm phân sinh và những em mà nhiễm HIV. Do cha Vũ Anh Hoàng chăm sóc thì máy ấm đó gọi là máy ấm phân Mai Tâm. Thì cái chương trình tụi em làm vừa rồi là cái show ca nhạc Dạ Vũ lấy cái chủ đề là tình người. Thì được sự ủng hộ của rất nhiều quý mạnh thường quân, các anh chị em thường nguyện viên làm việc bằng tất cả các ca sĩ vùng Tôn Tô. Coi như họ trao đi bằng cả một cái trái tim. Đó thì nhân dịp thì để cái show tụi em được thành công tốt đẹp. Nhân dịp này thì tụi em cũng xin cảm ơn đất nước Canada đã cưu mang người Việt tị nạn của chúng ta, tạo cơ hội cho chúng ta là lập nghiệp ở đây, rồi có những cái may mắn hơn những người ở Việt Nam. Thì thật sự là em cảm thấy rất là hạnh diện vì hình như là em chỉ là một trong rất ít ca sĩ được hân hạnh hát cho đại nhạc hội vào mùa hè của Hội Người Việt. Hồi xưa em không lầm là đã chương trình này đã được stop rất là lâu, và lần cuối cùng mà em hát là có thể là 10 năm trước, và bây giờ mãi đến 10 năm sau thì em mới được hân hạnh hát lại một lần nữa. Bạn hãy nói cho tôi biết cho là tên mà tôi đã mà bạn quên mà tôi ngày tên luôn nhớ mà nằm tâm mong mấy tên của tôi để tôi sẽ có bao giờ được chuyện ban đó mà cùng hết được cho ba cô buồn của tôi. Và qua phim Coppola, em thấy so thương quê hương, về cho thả trên cao, làm phai sông thôn nhỏ bé, ước mơ về thăm chốn thiên, mong sao quê hương giờ tay đó tôi, mong ước Tết ngày trở về, làm tôi yêu mẹ Việt Nam. Thưa cảm ơn cô Phượng Loan và cảm ơn quý vị khán giả của đài An Nhiên TV, thì cũng như tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta luôn luôn đóng góp cho những cái sinh hoạt của cộng đồng. Thì ngày hôm nay để mừng 150 năm sinh nhật nước Canada, cộng đồng Việt Nam của chúng ta quy tụ lại để có một cái ngày hội chợ, nào là văn nghệ có ca sĩ Mỹ, nào là văn nghệ cộng đồng, nào là phát phần thưởng cho các em. Tại vì cô Phượng Lan nói là chúng ta thế hệ trước, nhưng mà luôn luôn để ý tới các em, các thế hệ sau, khuyến khích các em để các em trong tương lai có thể nối tiếp và có thể sinh hoạt cộng đồng để giữ vững cái cờ vàng, giữ vững cái truyền thống văn hóa. Thì tôi rất là vui và cảm thấy hân hạnh được cùng với anh chị em trong cộng đồng, trong Hội Người Việt Tôn Tô, trong Hội Phụ Nữ Việt Nam Tôn Tô, trong Liên Hội Người Việt Canada và các hội đoàn trong cộng đồng để cùng nhau góp công góp sức làm được một cái ngày lễ hội này. Mặc dù là nó không lớn lao nhưng mà nó là một cái ngày vui cho đồng bào của chúng ta cùng về đây để mà gặp gỡ nhau, để mà cùng vui với nhau trong một cái ngày hè thật là đẹp trời, và đặc biệt là cùng nhau ăn mừng 150 năm. Cái thưa chị thì cũng lâu rồi, em cũng 2-3 năm rồi em mới có dịp quay lại đây. Thì lúc nào em cũng yêu cái nơi đây, thành phố Toronto của chúng ta. Lần nào quay trở lại thì cũng có một cái cảm giác nó rất là đặc biệt, và đặc biệt hơn là lần này mình mà có kỷ niệm sinh nhật, cũng như là mình có một cái festival cho người Việt Nam của mình rất là lớn ở đây. Thì cũng có chút hơi hồi hộp tại vì lâu rồi mới quay lại. Vâng, thì cũng mong là quý vị khán giả vẫn còn nhớ đến em và vẫn ủng hộ em và thương em. Dạ vâng. Kính thưa quý giả của đài An Nhiên TV cũng như tất cả những người Việt hải ngoại trên thế giới, vừa rồi là một số hình ảnh được ghi lại về những cái sinh hoạt vui nhộn ăn mừng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại Tôn Tô cũng như các vùng phụ cận Ontario về kỷ niệm sinh nhật 150 năm sinh nhật Canada. Phương Loan xin kính chúc quý vị một mùa hè vui vẻ an lành, và rất mong quý vị sẽ có những giây phút thoải mái cùng chung lòng vui và tri ân đất nước Canada là đất nước cưu mang người Việt hải ngoại chúng ta. Phương Loan, phóng viên An Nhiên TV tường trình từ
Toronto City Hall.